Sân bay Long Thành, một công trình trọng điểm quốc gia, sân bay trung chuyển quan trọng của khu vực Đông Nam Á, đang được tập trung triển khai thi công. Với quy mô xây dựng trên một diện tích rộng lớn, khối lượng công việc nhiều và khó khăn thách thức không nhỏ, các đơn vị vẫn đang ngày đêm tích cực triển khai thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, dù khó khăn không được lùi tiến độ sân bay Long Thành. Công trường thi công Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành những ngày giữa tháng 11. Trên 1.800 cán bộ kỹ sư công nhân lái thợ được huy động làm việc ngày đêm. Sản lượng thi công đạt 26 trên 115 triệu khối, đạt 23% kế hoạch. ACV đã có những cuộc họp hàng tuần. Hàng tuần là tổ chức 2 cuộc họp giao ban với các đơn vị nhà thầu tư vấn để triển khai yêu cầu các nhà thầu tư vấn tăng cường máy móc thiết bị, nhân sự để đẩy nhanh tiến độ thi công vào mùa khô. Cụ thể là 10 đến 12 triệu khối một tháng. Chủ tư cũng như là ban quản lý dự án đã yêu cầu tư vấn giám sát tăng cường nhân sự để giám sát và quản lý chất lượng công trình được tốt hơn. Cụ thể là hiện tại là công trường cũng đã triển khai thi công 3 ca, khởi đầu ngày vào khoảng chừng 6 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 2 giờ tối. Thì cái việc này cũng sẽ đáp ứng tiến độ yêu cầu đề ra. Gói thầu 3.4 thi công san nền và cấp thoát nước theo hợp đồng sẽ hoàn thành trong 38 tháng từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu đang phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục chính trước 12 tháng, dù còn nhiều khó khăn phía trước. Để vượt qua những khó khăn mà các đơn vị thi công đang phải đối mặt, ngày 28 tháng 10, Binh đoàn 12 cùng liên danh nhà thầu đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua 60 ngày đêm về đích trên gói thầu 3.4 dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mục tiêu đề ra là đến ngày 15 tháng 11 thi công hoàn thành đường công vụ ở khu 9, khu 10 và một phần tuyến T7 đoạn đi qua khu 3. Các đường công vụ ở các khu vực còn lại hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2022. Về công tác san nền, thi công hoàn thành một phần khu 9, khu 11, bảo đảm tiến độ bàn giao cuốn chiếu cho chủ đầu tư. Cụ thể hóa mục tiêu ấy, trong tháng phát động 60 ngày đêm quyết thắng, các nhà thầu sẽ quyết tâm thi công đạt tổng sản lượng gần 11 triệu mét khối đào đắp, trung bình thực hiện hơn 180.000 mét khối một ngày đêm. Để đạt được cái tiến độ như đã nêu thì liên danh nhà thầu ngoài cái việc tập trung cơ bản các nguồn lực về tài chính, về thiết bị xe máy, về con người, cơ bản là tập trung rất là hùng hậu ở cái dự án này. Ngoài ra chúng tôi là phải tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, thực hiện là 3 ca 4 kíp, gần như trên công trường là thi công 24 trên 24. Thì ở trong cái giai đoạn cuối mùa mưa này thì hiện nay sản lượng chúng tôi đang đạt được là khoảng cỡ 300.000 khối một ngày đêm, khối lượng đào đắp. Thì phấn đấu đến cái giai đoạn tiếp theo là thời tiết thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ phấn đấu là thực hiện phải trên 400.000 khối đào đắp một ngày đêm. Xe lu, xe đào, xe ủi, xe san nền cùng hàng loạt máy móc đo đạc đang được đồng loạt huy động trên công trường. Ngay sau khi chiến dịch mùa khô được phát động thì hàng loạt các máy móc thiết bị đã được bổ sung thêm trên công trường, đặc biệt là với những máy móc hiện đại, công nghệ cao như là hệ thống xe lu ham để có thể giúp đẩy nhanh tiến độ của công trường và đặc biệt là nâng cao chất lượng của công trình. Với tinh thần của bộ đội Trường Sơn chúng tôi thì tất cả vượt nắng thắng mưa, anh em phải cố gắng hết sức ăn ngủ tại công trường để thực hiện. Với phương châm là người tiên phong, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để kiểm soát chất lượng gói thầu 3.4, gói thầu thi công san nền lớn nhất của dự án, chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đã ký với liên danh tư vấn Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam Teddyshow, với lực lượng thường trực của tư vấn giám sát 24 trên 24 giờ và hệ thống thiết bị máy móc hiện đại chuyên dụng đồng hành cùng nhà thầu trong công tác thi công và kiểm soát chất lượng. Cái lực lượng mà cơ quan tư vấn bọn tôi huy động đến chân công trường là 21 người để đồng hành cùng nhà thầu trong công tác tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng. Và để song song với mặt quản lý của dự án gói thầu 3.4 thì hiện nay là liên danh nhà thầu
đã huy động đến ở đây là 2 phòng lát và khoảng 45 nhân viên thí nghiệm và hệ thống máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác nghiệm thu. Đấy là hiện nay ở cái dự án này là đưa vào cái tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nền đắp bằng theo tiêu chuẩn Việt Nam là 93/50/2012, đó là sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ để kiểm tra độ chặt nền. Thì hiện nay nhà thầu đã huy động đến về trên công trường là 7 máy để kiểm soát trong quá trình thi công. Thì tất cả các loại chất lượng vật liệu của dự án, đây là toàn bộ dự án mình là điều đào và đắp điều phối 115 triệu khối và sử dụng lại toàn bộ cái phần đất này để dùng cho các kết cấu lòng đường cũng như là cái phần thừa đất thì sẽ được trữ để phục vụ cho các giai đoạn khác. Thế nên là tất cả đến thời điểm hiện tại thì chất lượng vật liệu đã được kiểm soát và tất cả các bên liên quan đang kiểm soát tốt chất lượng vật liệu cũng như là cái chất lượng công tác san nền ở tại cái dự án gói thầu 3.4 này. Cùng với đó là một phần mềm kiểm soát khối lượng và chất lượng thi công cũng được triển khai áp dụng tại công trình này. Đây là yếu tố quan trọng để kịp thời nắm bắt thông tin từng vị trí và lý trình thi công, qua đó giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát từ xa, góp phần đẩy nhanh việc nghiệm thu thanh toán sản phẩm. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi mà đơn vị tham gia thi công đã chủ động đưa vào nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, tuy nhiên các đơn vị vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bủa vây, đặc biệt là yếu tố thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng. Dù thời điểm này đã bắt đầu vào mùa khô, tuy nhiên thời tiết vẫn còn mưa nhiều, đang gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Khó khăn nhất đó là vì trời mưa. Năm nay thời tiết là mưa, lượng mưa là kéo dài, thời gian kéo dài nên là nhà thầu vẫn chưa thể phát huy được hết những cái xe máy thiết bị đã huy động đến. Nên là trong thời gian tới khi mà thời tiết hết mưa thì chúng tôi đang phấn đấu là sẽ đạt vượt tiến độ để hoàn thành làm sao mà sớm nhất theo cái chỉ đạo của tiến độ mục tiêu của chính phủ cũng như là của chủ đầu tư. Thời gian thi công là khoảng 8 tháng từ ngày 15 tháng 2 cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là cái thời gian mưa đến thời gian mưa, thời tiết mưa ở miền Đông Nam Bộ này và đặc biệt là cái đặc thù là đất đỏ Ba Gian ở đây thì cái thời gian mưa là 176 ngày. Cho nên là cái công tác có những cái mảng nền mà trong quá trình thi công bọn tôi gặp mưa, nhà thầu gặp mưa là phải đào bọ lên phơi và sới lại để chờ khô. Thì cái công tác mà điều kiện thiên nhiên mà ảnh hưởng lớn nhất đấy là thời tiết. Đến cái việc mà ảnh hưởng mưa làm cho đất nền nó ướt, sũng nhão và phải xử lý lại thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, nó ảnh hưởng đến tiến độ. Hạng mục san lấp mặt bằng rất quan trọng, là vấn đề cốt lõi. Công tác giải phóng mặt bằng chiếm tới 50% tiến độ công trình. Không hoàn thành mặt bằng thì các công đoạn khác sẽ không thể triển khai. Dù khối lượng giải phóng mặt bằng tại cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ còn khoảng 100 hectare, nhưng lại là khối lượng khó giải phóng nhất. Công tác giải phóng mặt bằng có liên quan trực tiếp đến tiến độ của công trình. Với việc vướng mắc giải phóng mặt bằng ở dạng sôi đỗ, đặc biệt là với những nhà dân nằm trong vùng lõi của sân bay Long Thành, đang gây ra không ít khó khăn cho tiến độ của công trình này. Khó khăn nhất thì phải nói là mặt bằng. Hiện nay còn khoảng gần 100 hectare mặt bằng chưa được giải phóng. Thì và khoảng hơn 100 hộ dân nằm trong vùng dự án cũng chưa được di chuyển ra ngoài. Cái thứ hai nữa là cái đường Hương lộ 10 thì kế hoạch đóng từ lâu rồi nhưng đến hôm nay vẫn chưa đóng được. Và cái thứ ba nữa là cái hạ tầng về điện, các cái lưới điện cao thế vẫn còn. Hiện nay còn lại một số hộ dân vẫn còn đang tồn tại lại, vẫn còn chưa di rời. Thì với đối với mặt bằng như thế thì chúng tôi sẽ phải triển khai là đắp là thi công là không được liên tục sôi đỗ nên phải để lại nhiều những cái vị trí thì nó rất nguy hiểm, nó có thể gây nguy hiểm cho nhà dân vì khi đã đắp cao lên rồi trời mưa rồi thì khi trời mưa là nước có thể là tràn vào nhà dân thì cũng là cái mà cũng là một cái tồn tại trong công tác mặt bằng. Còn bày tỏ sự lo lắng khi khối lượng mặt bằng được địa phương bàn giao lớn, song phạm vi để có thể triển khai thi công đào đắp đầu Tây thuộc phạm vi đầu đường cất hạ cánh và khu tập kết đất tốt cho hạng mục đường lăn đường cất hạ cánh thuộc giai đoạn 1 vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng được bàn giao và tạm giao. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án này, đặc biệt tập trung giải quyết di rời dứt điểm các hộ dân tại các khu vực đầu Tây, phạm vi đầu đường cất hạ cánh đang còn người dân sinh sống xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. Một số hộ dân này cũng mong là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng như là các ban ngành địa phương là sớm giải phóng và di dời các hộ dân này ra khỏi công trường để bàn giao lại mặt bằng sạch cho các liên danh nhà thầu triển khai thi công.
Song song đó thì vừa qua thì AC cũng đã triển khai cái hạng mục là giao thông kết nối. Thì hiện tại là công tác giao thông kết nối cũng đã được hồ sơ thiết kế kỹ thuật cũng đã gửi Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng của Bộ Giao thông thẩm định và sẽ triển khai công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong tháng 12 này. Tuy nhiên cái công tác giải phóng mặt bằng thì hiện tại là chủ tư cũng đề nghị là Ủy ban nhân tỉnh sớm xem xét và giải phóng mặt bằng sớm hai tuyến giao thông kết nối để chủ tư có thể triển khai thi công vào đầu tháng giêng năm 2023. Thời tiết, bão giá vật liệu, nguồn cung vật liệu khan hiếm, mặt bằng còn vướng đường điện, nhà dân. Tuy nhiên xác định cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án giao thông đặc biệt quan trọng, bên cạnh việc thúc giải phóng mặt bằng cho dự án, các đơn vị đã và đang có sự phối kết hợp chặt chẽ, duy trì tốt nguồn lực triển khai gói thầu, kiểm điểm tiến độ hàng ngày, hàng tuần, kịp thời xử lý khó khăn trong triển khai thi công, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành từng hạng mục trong thời gian nhanh nhất có thể. Với sự quyết tâm đồng lòng của các đơn vị, công trình khu bay giai đoạn 1 chắc chắn sẽ được khởi công vào tháng 12 năm 2022 theo đúng lộ trình mà chính phủ đặt ra, để giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2025. Bên cạnh nỗ lực giảm bớt sự ấm lên của trái đất, chi phí nhiên liệu tăng do ảnh hưởng của khủng hoảng Nga-Ukraine đang tạo cơ hội để mở rộng mô hình giao thông công cộng miễn phí vốn được triển khai ở một số quốc gia, thành phố ở châu Âu. Trong năm 2022, người dân tại Tây Ban Nha đã được di chuyển bằng hệ thống tàu hỏa thuộc công ty đường sắt nhà nước Renfe mà không phải trả tiền vé. Tây Ban Nha thông báo các tuyến xe hỏa nội đô Skaneas và Rodalys, các tuyến đường liên tỉnh với khoảng cách dưới 300 km media distance sẽ không tính phí đối với người dân trong 4 tháng cuối năm. Đề án Renfe được công bố ngay sau khi chính phủ Tây Ban Nha cam kết giảm 50% phí giao thông công cộng đối với các phương tiện giao thông quốc doanh. Tây Ban Nha không phải là quốc gia châu Âu duy nhất áp dụng các biện pháp giảm phí các phương tiện giao thông công cộng. Theo kế hoạch, Mantra sẽ là quốc gia thứ hai ở châu Âu loại bỏ phí giao thông công cộng khi tất cả mọi người, kể cả du khách đến đây đều có thể sử dụng xe lửa, xe buýt mà không phải trả tiền mua vé kể từ ngày 1 tháng 10. Chương trình này cũng được tài trợ từ tiền thuế của người dân. Mục đích của sáng kiến trên là khuyến khích mọi người giảm sử dụng ô tô riêng, từ đó cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông và bảo vệ môi trường. Đức đã triển khai sáng kiến giá vé tháng chỉ 9 euro, không giới hạn lượt đi tàu hỏa đối với các tuyến địa phương và liên tỉnh trên toàn quốc. Đây là một phần trong gói cứu trợ năng lượng của chính phủ và dự kiến có hiệu lực đến hết tháng 8. Cuối năm 2021, Áo giới thiệu chương trình vé khí hậu giảm giá vé đối với tất cả các loại phương tiện giao thông trên cả nước nhằm mục đích khuyến khích người dân không đi xe ô tô cá nhân. Vé khí hậu chỉ mất 1.267 đô la Mỹ một năm, tương đương 3,5 đô la Mỹ một ngày.